Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2020 và hôm nay là thứ sáu tại Hoa Kỳ Và trước khi mà chúng ta đi vào cuối tuần thì thường cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cái tin tức nổi bật ngày hôm nay Và trong cái video này, hai điều thường muốn chia sẻ với các bạn Điều đầu tiên đó chính là đề tài liên quan tới Cardano Tại vì trong vòng 2 ngày qua thường cũng nhận được rất nhiều những comment của các bạn hỏi về Cardano Tại vì các bạn cũng đã biết là có một tin tức lớn được đưa ra cách đây khoảng chừng một ngày liên quan tới cập nhật Cardano đã chính là cái Sally Mainnet và Cardano đã đưa ra những cái nhà chẩn đoán là khi nào thì Sally Mainnet sẽ bắt đầu và cái Sally Mainnet này là có liên quan như thế nào đó với những bạn nào mà đang lưu trữ, đang đầu tư vào đồng Cardano, đồng ADA và hiện bây giờ thì Cardano đang ở giai đoạn nào? Đây chính là cái đề tài đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và cái đề tài thứ nhì đó chính là chúng ta sẽ cập nhật những gì mà Tổng thống Donald Trump đã nói ngày hôm nay liên quan tới Trung Quốc liên quan tại Hồng Kông. Và chúng ta sẽ thấy được là ngày hôm nay các bạn thấy là các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đã không tiếp tục đi xuống mà chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq cũng có, có sự tăng trưởng. Thì có nghĩa là các bạn thấy là phần lớn những nhà đầu tư bây giờ là sau cái lời phát biểu của Tổng thống Trump hôm nay đã bớt lo ngại về việc là hoa kỳ có muốn đối đầu tài chính với lại trung quốc hay là không vì lý do liên quan tới hồng kông thì chúng ta sẽ cập nhật những gì đã xảy ra ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những mà nào mà muốn theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là đi vào trang web thuậncapital.com Sau đó bấm vào giới thiệu các bạn sẽ tìm thấy các link như là Facebook, Telegram và Twitter Các link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và nếu như các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto như là sàn chơi margin snapx hay là Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase Thì các link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này Ở phần cuối video thì cũng sẽ có một số những chi tiết liên quan đến những sàn này Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới cái tài liệu đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Cardano Thì khi mà chúng ta refresh cái trang coinjetcode.com thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì cũng có một số đồng có sự tăng trưởng cũng rất là tốt Các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì tuy là Bitcoin chỉ tăng có 2,8% Bây giờ giữ cái mức là khoảng 9.377 và khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin ở trên sàn Coinbase thì bây giờ là 9.379 Nhưng mà một số đồng khác có sự tăng trưởng cao hơn là Bitcoin trong đó các bạn thấy được là có đồng Ethereum trong vòng 7 ngày đã tăng lên 6,3% Các bạn thấy được là đồng Cardano có sự tăng trưởng còn cao hơn cả Ethereum trong vòng 7 ngày qua đã tăng 17,2% Và lý do tại sao lại tăng mạnh như vậy thì Bây giờ các bạn thấy là một tin tức lớn được đưa ra bởi đội Cardano Đó chính là tin tức liên quan tới Shelly Magnet Thì có nhiều bạn nói là thuận cập nhật cái Sally Mainnet này tại vì khi mà nhìn những bài viết này khi mà nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi đội Cardano bởi Charles Hodgkinson về cái lịch trình mà đưa ra Sally Mainnet này thì nhìn cũng rất là khó hiểu bây giờ thì những gì chúng ta cần phải quan tâm tới nhưng mà trước hết thì các bạn cần phải biết được là Cardano đang ở cái giai đoạn nào thì khi mà chúng ta nhìn vào cái roadmap tổng của Cardano Ở trên trang web roadmap.cardano.org Thì các bạn sẽ thấy được là Cardano chia ra làm 5 cái giai đoạn lớn hoặc gọi là 5 cái era Nghĩa là 5 cái thời đại Và 5 cái era đó là bắt đầu là từ cái foundation Có nghĩa là bắt đầu từ cái era gọi là Byron Kế đó đã chính là giai đoạn thứ nhì là Shelley Giai đoạn này là sẽ chú tâm vào decentralization Có nghĩa là chú tâm về một cái mạng lý phi tập trung Giai đoạn thứ ba là Gowen chú tâm về smart contracts có nghĩa là sẽ chú tâm về làm những cái hợp đồng thông minh. Giai đoạn thứ tư là Basel là chú tâm về scaling có nghĩa là mở rộng và phát triển mạng lưới và giai đoạn thứ năm giai đoạn cuối cùng của những cái roadmap này là Voltaire có nghĩa là sẽ chú tâm vào governance hay là chú tâm vào quản trị thì cái cập nhật mà chúng ta sắp sửa có là nằm ở giai đoạn thứ hai này Shelly đây thực ra là cái giai đoạn mà nhiều người quan tâm tới nhất thì sau khi mà Cardano bắt đầu thì Cardano có thể là tạo ra một mạng lưới thực sự phi tập trung hay là không đó chính là cái giai đoạn thứ nhì này và sau đó thì mới chú tâm vào phát triển những cái hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của Cardano nhưng mà thật ra những giai đoạn này không phải là làm xong giai đoạn 1 mới bắt đầu giai đoạn 2 làm xong giai đoạn 2 mới bắt đầu giai đoạn 3 mà các bạn sẽ thấy được là các giai đoạn này là nó sẽ có ở một thời gian mà đi song song với nhau nhưng mà cái tài liệu mà được chia sẻ là cái giai đoạn sau này, này đã sắp sửa là được hoàn thành. Các bạn nhìn vào cái tài liệu mới nhất được chia sẻ bởi đội IOSK Input Output Hong Kong là cái đội mà chịu trách nhiệm phát triển chính cho đồng Cardano đồng ADA dẫn đầu đó chính là Charles Hodgkinson mà nhiều người biết tới thì có thể nhiều bạn cũng đã nhớ là cách đây vài tháng chúng ta nhận được cái tin tức là sẽ bắt đầu thử nghiệm cái Incentivite testnet Sally ở trên mạng lưới của Cardano nhưng mà trong vòng mấy tháng qua chúng ta cũng không có nhận được những cái tin tức nổi bật về Cardano cuối cùng thì Charles Hodgkinson cũng đã chia sẻ cái lịch trình các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Thật ra cái lịch trình này là cái lịch trình để mà bắt đầu là kích hoạt cái mã nguồn của lì thật sự Và chúng ta thấy được là trên lịch trình này là có 11 ngày Nhưng mà 11 ngày này không phải ngày nào mà các bạn cũng cần phải quan tâm tới Tại vì phần lớn là những cái ngày liên quan đến công nghệ Nếu như các bạn là một nhà đầu tư mà chỉ quan tâm đến là những ngày nào mới là thật sự quan trọng đối với Cardano nếu như các bạn là một nhà đầu tư thì trong đây có một số ngày chúng ta sẽ bắt đầu là từ ngày 23 tây tháng 6. Đây chính là cái ngày mà chứng đoán là sẽ bắt đầu di chuyển từ cái thời đại Byron qua thời đại Shelley và cái di chuyển này là sẽ từ ngày 23 tây tháng 6 cho đến ngày 29 tây tháng 7. Có nghĩa là sẽ di chuyển từ cái giai đoạn 1 Byron qua cái giai đoạn 2 Shelley. Thì khi mà chúng ta trở lại với lại cái lịch trình này thì các bạn thấy được là ngày 23 tây sẽ bắt đầu và nếu như mà không có gì trục trặc thì ngày 30 tây tháng 6 chính là cái ngày mà chẩn đoán chính thức sẽ đưa ra cái mã nguồn của Shelly có nghĩa là sẽ kích hoạt Shelly thật sự nhưng mà nếu như mà gặp trục trặc thì cái ngày dự phòng là một tuần sau đó ngày 7 tây tháng 7 và nếu như mà các bạn là một người mà đang lưu trữ Cardano thì cái ngày mà hoa phối của Cardano chẩn đoán bây giờ là ngày 29 tây tháng 7 có nghĩa là sau ngày 29 tây tháng 7 thì cái mã nguồn của Cardano sẽ thực sự chính thức chuyển qua cái giai đoạn Shelly Shelly era thì từ ngày 30 tháng 6 tới ngày 29 tháng 7 thì những cái sàn giao dịch có cái thời gian khoảng chừng là một tháng này Để mà cập nhật những cái client, những cái mã nguồn để chuẩn bị cho cái ngày Shelley Hartford ngày 29 tây tháng 7 Và nếu các bạn mà tự lưu trữ đồng Cardano trong những cái ví cá nhân hay là các bạn lưu trữ trong ví đầy Dallas Thì sẽ có những thông báo, thường cũng đang lưu trữ Cardano trong cái ví lạnh uh, của Ledger Cho nên nếu như mà uh, tới gần ngày đó tuy nhiên chúng ta còn khoảng là hơn một tháng nữa thì khi mà tới cận ngày thường sẽ chia sẻ những tài liệu với các bạn là các bạn cần phải làm gì nhưng mà thường nghĩ là cái cách đơn giản nhất là gửi đồng Cardano lên trên những cái sàn giao dịch mà hỗ trợ cái half fork này và sau khi half fork các bạn có thể là lấy đồng Cardano đồng ADA trở về ví cá nhân đây có thể là cách đơn giản nhất nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm một số những tin tức khi chúng ta tới gần cái ngày half phút này thì sau ngày 29 tháng 7 này chúng ta sẽ chính thức bước qua cái giai đoạn Saudi era và cái giai đoạn Sally Era này thì khi nào các bạn mới có thể là tham gia vào những cái staking pool các bạn khi nào mới có thể là stake đồng ADA để mà có được lợi nhuận thì cái ngày mà bắt đầu có được lợi nhuận sẽ bắt đầu là ngày 18 tháng 8 thì tất cả những cái hội đào sẽ chuẩn bị trong thời gian này và có thể là bắt đầu là từ khoảng chừng là đầu tháng 8 nên chúng ta sẽ thấy được là có những cái hội đào nào những cái staking pool nào các bạn có thể là quỹ thác những đồng Cardano của các bạn vào những cái staking pool đó để mà có được lợi nhuận thì thông cũng sẽ chia sẻ với các bạn là tham gia staking pool là sẽ như thế nào tại vì đây là một trong những cái điều mà những người nào mà mua Cardano cũng rất muốn biết tại vì Cardano là một cái hệ thống proof of stake thì đương nhiên là các bạn có đồng Cardano các bạn cũng nên stake để có thể kiếm được lợi nhuận nhưng mà bây giờ chẩn đoán là cái ngày đầu tiên mà có thể là stake và kiếm được lợi nhuận đó chính là ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên đây chỉ là những cái ngày chẩn đoán các bạn cũng đã biết là nói về phát triển công nghệ trên mạng lưới của blockchain thì các bạn sẽ thấy là những ngày này sẽ có cái cơ hội là sẽ bị di chuyển rất nhiều tại vì sẽ có rất nhiều điều mà các bạn không nghĩ tới là sẽ xảy ra đây cũng là một điều rất bình thường và đây là những tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Cardano Điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cái tình hình ngày hôm nay trong thị trường tài chính Thì các bạn cũng đã thấy được là ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones không tiếp tục xuống Và S&P 500 thì tăng 0,48% và Nasdaq tăng 1,29% Trong khi các bạn thấy được là vàng hôm nay cũng có sự tăng trưởng là 0,8% ở mức đồng 1743 Và Oil nghĩa là dầu thì hợp đồng tương lai bây giờ của dầu là khoảng 35 đồng 32 cent Nhưng mà chúng ta sẽ chú tâm tới các chỉ số chứng khoán thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones không tiếp tục đi xuống và S&P 500 và Nasdaq đi lên Tuy nhiên là ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng đã bớt đi cái sự lo ngại Tại vì các bạn có thể nhớ là trong video ngày hôm qua chúng ta đã nói tới là hôm nay là một cái ngày mà nhiều người rất là lo sợ Tại vì Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những cái lời phát biểu liên quan tới là Hoa Kỳ sẽ xử lý cái việc liên quan tới Hồng Kông như thế nào Và có đối đầu thương mại với lại Trung Quốc hay là không. Thì hôm qua chúng ta cũng đã có nói là tổng thống Trump tùy theo là hôm nay là đưa ra những cái phát biểu gì có thể dẫn đến là một là đối đầu trực tiếp về mặt kinh tế đó với Trung Quốc còn hai là sẽ tiếp tục giữ vị trí như hiện tại là hai nước vẫn thông thương với nhau. Tuy nhiên là cái tình hình giữa hai nước vẫn rất là căng thẳng. Và cái bạn thấy được là hôm nay khi chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu không tiếp tục xuống và thậm chí là chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã tăng lên cũng có thể thấy được là lời nói của tổng thống Trump hôm nay cũng là không làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại tại vì tổng thống Trump đã đưa ra cái quyết định là sẽ không đối đầu trực tiếp với lại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được là tổng thống Trump đã phát biểu những gì ngày hôm nay thì tổng thống Trump đã nói là bây giờ thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu là thu hồi lại những cái ưu đãi cho những công ty ở Hồng Kông thì các bạn cũng đã biết là trước đây thì Hoa Kỳ coi Hồng Kông như là một cái vùng đất tự trị từ Trung Quốc Thì những cái luật liên quan tới xuất nhập khẩu, những luật liên quan đến thương mại Thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc những luật đó sẽ không có áp dụng trực tiếp đối với những công ty ở Hồng Kông Nhưng mà sau khi mà chúng ta nhận được tin tức là cái luật an ninh quốc gia được thông qua và sau này sẽ áp dụng đối với hồng kông thì hoa kỳ đã coi như hồng kông bây giờ không còn là một cái dùng đất tự trị nữa cho nên những cái ưu đãi đối với hồng kông sẽ bị thu hồi lại và tổng thống trump cũng chưa có nói rõ là những cái ưu đãi đó là ưu đãi nào sẽ thu lại và khi nào thu lại tổng thống trump chỉ nói là những cái ưu đãi được thu lại sẽ có bao gồm những rất nhiều điều trong đó chúng ta đương nhiên là có liên quan tới những ưu đãi kinh tế thì những luật kinh tế sẽ bị thay đổi, luật xuất nhập khẩu sẽ bị thay đổi à, Thậm chí là luật mà sức nhập cảnh cũng có thể đã bị thay đổi đối với người Hồng Kông Nhưng mà Tổng thống Donald Trump không có nói đến việc là sẽ đối đầu với Trung Quốc Có nghĩa là Tổng thống Donald Trump không nói đến việc là sẽ rút ra khỏi cái hiệp định mà được ký hồi tháng 1 mới đây Cái hiệp định kinh tế giữa Trung Mỹ được ký hồi tháng 1 mới đây Đó chính là cái hiệp định đợt 1 Thì Tổng thống Trump bây giờ vẫn không đề cập tới là sẽ rút khỏi cái hiệp định đó và cũng không có nói tới là sẽ có thêm những cái biện pháp chừng trị kinh tế đối với Trung Quốc Chỉ đơn giản nói là bây giờ thì nếu như mà Trung Quốc áp dụng luật này Thì Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng những cái luật liên quan đến Trung Quốc Sẽ áp dụng đối với Hồng Kông về mặt kinh tế Thì cái mình thấy được là Tổng thống Trump đã tiếp tục giữ cái vị trí là hai nước vẫn tiếp tục thông thương với nhau Cái việc mà áp dụng những cái luật kinh tế đối với Hồng Kông Thì cũng là một điều mà rất bình thường Tại vì nếu như mà Hoa Kỳ không coi Hồng Kông là một cái dung đất tự trị nữa thì cũng sẽ áp dụng những cái luật mà đang áp dụng ở Trung Quốc đối với Hồng Kông nhưng mà sẽ không có thêm những cái luật gắt gao hơn liên quan tới quan hệ kinh tế giữa hai nước nhưng mà trong cái chuyện này thì các bạn thấy là nơi mà bị thiệt hại nhiều nhất đó chính là hồng kông bây giờ thì kinh tế hồng kông và những công ty của hồng kông là bắt đầu là phải đối đầu với những cái luật kinh tế gắt gao hơn từ hoa kỳ những cái ưu đãi trước đây đã không còn nữa cho nên tới phút cuối thì những người mà bị thiệt hại nặng nhất vẫn là những người ở hồng kông và một điều nữa thì các bạn thấy được là một luật mà chúng ta đã từng nói tới trong một cái video trước đây À, chúng ta sẽ nhìn vào đây chính là cái video 578 Hoa Kỳ Delist chứng khoán Trung Quốc thì các bạn thấy được là cái dự luật liên quan đến là những cái công ty Trung Quốc nào mà đang hoạt động ở Hoa Kỳ nếu như mà không có giao nộp tài liệu kế toán cho một cái đơn vị gọi là Public Company Accounting Oversight Board đây có thể coi như là một cái đơn vị quản lý kiểm toán thì nếu như mà công ty Trung Quốc nào mà ở Hoa Kỳ mà 3 năm liên tục mà không có giao tài liệu kế toán cho cái cơ quan kiểm toán này thì cái chứng khoán của công ty đó sẽ không được tiếp tục giao dịch trên sàn chứng khoán thì cái dự luật đó đã được thông qua bởi hai đảng và bây giờ chỉ cần chữ ký của tổng thống Donald Trump để có thể là trở thành luật và có thể được áp dụng. Nhưng mà bây giờ thì tổng thống Donald Trump vẫn chưa có ra quyết định là có ký cái luật này hay là không. Thì các bạn cũng thấy được là tình hình bây giờ thì cũng khá căng thẳng tại vì trong một cái trường hợp thông thường thì tôi nghĩ là sẽ có những quyết định khác nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta đang đối đầu với là cái đại dịch và nền kinh tế cũng đang rất là bất ổn và các bạn thấy được là nền kinh tế vẫn đang được mở cửa thu nhập của công ty vẫn không được như xưa và các bạn thấy được là thất nghiệp thì rất nhiều thì tôi nghĩ là một trong những cái mối lo ngại của tổng thống donald trump cũng như là chính phủ hoa kỳ bây giờ là nếu như mà lựa chọn là đối đầu trực tiếp đối với lại Trung Quốc về mặt kinh tế thì sẽ làm tổn thương cả hai quốc gia và đây không phải là một thời điểm tốt để mà đưa ra những quyết định đó. Thường nghĩ đây là một trong những cái lý do tại sao mà Tổng thống Donald Trump đã ra cái quyết định là bây giờ lấy đi những cái ưu đãi về mặt kinh tế đối với Hồng Kông. Và đây là những cái tài liệu mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần. thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận cũng hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn Chủ nhật. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về những cái tài liệu mà các bạn cần biết trước khi mà chúng ta bước vào một tuần mới Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ Cũng như là cái tín hiệu trị miễn phí thông qua Telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông mô link của thùng khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn